Cô Thương xin chào tất cả các bạn nhỏ của trường Mầm Non AMI. Đã rất lâu rồi cô Thương không được gặp các bạn rồi đấy. Các bạn ở nhà có khỏe không? Có ngoan không? Và có nhớ cô không? Cô thì rất là nhớ các bạn đấy. Cô Thương chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và ngoan ngoãn nghe lời ông bà bố mẹ nhé. Hôm nay cô Thường có một hoạt động muốn chia sẻ với chúng mình. Đó là hoạt động làm thí nghiệm pháo hoa nở trong nước. Chúng mình cùng chú ý quan sát cô làm thí nghiệm nhé. Để làm được thí nghiệm, cô Thường cần có những nguyên liệu sau. Đầu tiên cô Thường cần có nước này. Tiếp theo cô Thường cần có dầu ăn, màu nước, viên sủi và 2 cốc thủy tinh. Đầu tiên cô Thường sẽ cho nước vào trong 2 cốc. Tiếp theo cô Thường sẽ cho dầu ăn vào. Các bạn ơi, chúng mình cùng quan sát xem điều gì đặc biệt đã xảy ra nào. Đó là dầu ăn đã nổi lên trên nước đấy. Vì dầu ăn nhẹ hơn nước, cho nên dầu ăn sẽ nổi lên trên, còn nước thì sẽ ở dưới. Tiếp theo, cô Thường sẽ cho màu nước vào trong 2 cốc. 1 cốc cô Thường sẽ cho màu đỏ và 1 cốc cô Thường sẽ cho màu xanh. Chúng mình cùng quan sát cô Thương cho màu vào nhé. Đây là cốc nước cô cho màu xanh và cốc nước còn lại cô Thường sẽ cho màu đỏ. Tiếp theo, cô Thường sẽ cho viên sủi vào nhé. Bây giờ, chúng mình hãy cùng quan sát xem hiện tượng kỳ thú gì sẽ xảy ra nào. Nước đã nổi lên trong nước rồi đấy. Các bạn có thấy đẹp không? Wow, thật là kỳ diệu phải không nào? Đây chính là hiện tượng pháo hoa nở trong nước đấy các con ạ. Chúng mình cùng chú ý quan sát nhé. Thật là đẹp phải không nào? Thí nghiệm ngày hôm nay của cô Thương đến đây là kết thúc rồi. Chúng mình hãy cùng làm thí nghiệm này với ông bà, bố mẹ ở nhà để có những ngày nghỉ thật là kỳ thú và vui vẻ nhé. Cô Thương xin chào tạm biệt các con.